Rồi con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có con xe Bugo nữ các bác, Bugo nên Bugo Nhật, Bugo hợp tác, à, Bugo Pháp với hợp tác với Nhật nha. Nó linh kiện của nó Nhật Pháp thì lẫn lộn hết trơn, nó tùm lum hết trơn nha các bác. Rồi đầu vô giới thiệu cho các bác Bugo, Bugo 70C nha các bác. Đó, 70C lắp được già. Rồi bây giờ đầu vô con giới thiệu cho các bác cái bánh của nó nè. Bánh chassis nha. Agaya nha, Agaya da băng 27 này là 6 bánh 68 xong rồi 70C luôn. Con này nó lắp rồi được xe 68 70C luôn, 6 chữ luôn lắp đủ rồi. Cái xe này đọc cô Nhật với Pháp hợp tác. Đó con này nó xài clip này là clip Singapore luôn nha các bác. 2 4 6 clip 6 Singapore. Đùm thì đùm mà Mai Lan mắc in ba gắn kè. Trời ơi trời, nó tầm lum tới lưa ở trên nè. Cái niền này sắc si ha, niền sắc si 68 bản nhỏ của Nhật ha. Đùm là đùm hạt đậu Mai Lan của Pháp. Clip clip Singapore. Đó, clip Singapore, Shimano Singapore. Xài ngon lạnh nha. Rồi, đến xe trước của nó. Cầm này cầm chì nha bác, cầm chì nha. Cái bánh trước, cái đùm trước của nó cũng là đùm clip thì clip niền thì niền Agaya luôn, Agaya da băng nha. Nó sexy 68 bản nhỏ. Đùm nó là cũng đùm hạt đậu. Hạt đậu mà hạt đậu này là hạt đậu Shimano da băng. Đó, Shimano da băng cái bông nha. Đó, Shimano da băng bông. Nó cũng kiểu một thứ một luôn mà nó thằng của Pháp, thằng của Nhật. Đó, hạt đậu không hai thằng ha. Đó, nó này nó đi từ bên Nhật về nó vậy luôn rồi, nó còn bán vậy luôn chứ không có cái kiếm cái đùm mai lan mà hạt đậu không có luôn, nó vậy luôn đó. Rồi cái bánh này con giao lưu là 1 triệu, là 1.450.000 ship nha. 1.450.000 ship cho cái bánh này nha. Này 68 bản nhỏ nha các bác chứ không phải bản bự nha. Bản nhỏ nó đẹp hơn nha. Đó, bạn nhỏ thì nó mắc thôi. Cặp đùm nó lai, nó phải cặp đùm nó zin nó giống nhau, nó bánh nhiều tiền nha các bác. Nó cũng mà lai, nó lai cùng một kiểu mà. Thằng của Pháp, thằng của Nhật thôi chứ không phải gì. Rồi vô có mới đồ linh tinh luôn nha. Cái bài gà của nó nha, bài gà sao của nó là sexy nha các bác. Nó xe nữ nha, xe nữ là nó có con đũa màu. Đó. Rồi sắc si ở dưới thì cũng có xét nè, ở trên thì nó sơn nè, sắc này sắc không phải sắc sơn si mà sắc sơn, nó sơn kiểu màu xám xám hay sao, cái kiểu nó nè lắp xe nữ, xe nữ này nó có con đũa mà nó xuống. Rồi cái này con giao lưu là 350.000 ship, nó 350.000 ship cho cái ba ga này. Đó, rồi cái yên của nó luôn nè. Yên này có con sọ rồi, yên cho nhà yên này thì mắc đến Italy nha. Đó, về da mình lặp lại cái này, da của nó còn nè, về mình bấm lại thôi. Về mình bấm lại thôi cho nó. Về mình bấm lại thôi, cái da này của nó còn. Nó gắt cho này tí. Mình không thích thì mình lặp mới cũng được. Nó trong thì đế còn nguyên cho nha. Rồi cái đế, bán cái đế thôi nha, còn cái da không có bán. Không có bác yên nha, bác cái đế yên thôi, vậy mấy bác lọt lại hoặc là mấy bác về mấy bác tự mấy bác cân mấy cái này của nó lại nè. Đó, như thế này dán kèo chứ không phải là bấm. Rồi, cái này con giao lưu là 130 ship. Về mình lọt lại, mình chơi hoặc là mình lọt cái mới, hoặc là mình kéo, mình dán da lại thôi. Dán này, rồi, 130 ship cho cái yên này luôn. Italy nha các bác. Đó, rồi. Rồi cặp bidan của nó luôn ha. Đó, cặp banh Liluta nha. Mắc cái nắp luôn. Sexy luôn nha. Xài ngon lành, có cái mắc cái nắp đậy thôi. Rồi, cặp bidan này giao lưu là 350.000 ship luôn. 350.000 ship cho cặp bidan này luôn, mắc ngon giao lưu luôn. Con này nhập về giá rất là cao nha, nhưng bán rất là rẻ luôn. Tại vì trong lô mình phải mua. Nó thẳng gì chứ mình không được quyền chọn lựa. Rồi một cặp ngàm luôn nha các bạn,
Cặp ngàm này cặp ngàm 68 nha, lắp được 70C luôn nè. Winman. Đó. Rồi, Winman này là made in Germany. Mặt Mani nha các bác. Đó tức là của Đức. Winman mặt Mani. Rồi. Bác nào nghe lo con cặp ngàm này có giao lưu là 500k bao ship nha. 500k bao ship cho cặp ngàm Winman này. Đó bác nào nghe lo con cặp ngàm này hai cục gom trước á. Thì hai cục gom bằng mũ nè, khá là dày đẹp, gom rất là dày nha, hai cục gom sau, hai cục gom nhôm. Nó green cũng khá dày. Nó gom nào nói chung là gom nào cũng ấy chứ. Gom nào cũng vậy chứ. Nhưng mà hai cục khác nhau, cục trước thì nó bằng nhôm, cục sau hai cục trước thì nó bằng mũ hay cục sau bằng nhôm. Rồi bác nữa cặp ngàm này luôn con nha, ốc tán nó green hết nha. Rồi cặp tài của nó luôn. Cặp tài này cũng của hãng Winman luôn nha các bác, mà con cái không thấy đóng chữ luôn. Không đóng chữ luôn. Tại này bắt số 3 nha. Số 3. Rồi cặp tay này con giao lưu là 450 đồng ship. Không có chữ nha các bạn. Không có chữ bán 450k thôi. Chứ có chữ cặp này không rẻ đâu, biết của hãng Winman nhưng mà không đóng chữ thôi, thua biết sao vậy. Rồi, nó ngồi nó lâu rồi. Rồi một cái chân trống bằng nhôm ha. Nó bằng nhôm này, đế nhôm này, cái này bằng sắt nè. Có tăng rưa luôn nha. Này tăng rưa được nè, vô ga này bằng sắt ha, này bằng nhôm. Con cổng này chống 68, 70C, 66, 150 gì được hết luôn nha. Tăng rưa được nha, đập vô được ga. Rồi giống này con vô luôn là 330 bao ship nha. 330k bao ship cho cái chân trống này, bác nữ nó lô coi. Rồi con này nó có xài một cái đệ Singapore luôn nha các bác. Đó, Shimano Singapore đỏ. Shimano made in Singapore đỏ nha các bác, đề 7 nè, để cho này 7 luôn. Rồi cái đề này con giao lưu là 230 bao ship nha, cái đề này sạch đẹp, 230 bao ship bác nữa lô coi. Đó, đồ Singapore. Theo xe cũng khá là bền đẹp nha, chứ không phải là đồ mà bán chạy chạy nha các bác. Đồ mà bán phụ tùng mà mấy đầy người bán trên Lada đồ thì mình không phải mình nói, những cái gì mình không có chính hãng đâu. Đó, rồi này là xài bao xài. Đó. Xài bức tức cũng là giá 3-2-3 năm mới thấm thía đó nha. Rồi bắt đầu lâu con. Rồi cặp bao tay luôn nè. Nó mềm sụm luôn nha. Đó, có chạy chùa một cái chỗ nhỏ nhỏ nha. Nè. Đó. Chỗ này nè. Đó, chỗ này nè. Nè. Đó, có chạy nè. Bên đây là không nha, bên đây là không nè, có chạy cũng bên đây nha. Và gặp bê đan này, bao tay này con giao lưu là 230 bao ship nè. Đó, đẹp. Rồi con có một cái cặp này Hugo nè, cái này bắt con tăng nè. Bắt con tăng nha các bác, bắt con tăng, Hugo bắt con tăng. Mấy bác hỏi mấy cái bắt con tăng này mà còn không có, bên đây có nè. Rồi cái này con giao lưu là 500k bao ship nha, còn nhôm nha các bác, Hugo của Pháp nha, cái này của Pháp. Rồi, bác nào nghe lô con, 500k bao ship. Đó, rồi con cái gì đồng của nó luôn nè. Đó, cái gì đồng của nó bằng nhôm nha. Đó, xe Bugo hợp tác sản xuất Nhật. Đó. Cây bông tăng này thì bằng sắt nha, cây bông tăng này bằng sắt. Rồi không thấy đóng chữ nghĩa gì luôn nha. Rồi cái này cũng không thấy đóng chữ nghĩa gì luôn nha. Rồi cây số A này không có chữ nghĩa gì trơn luôn nha. Giao lưu mấy bác là 330 bao ship. Đó, 330k bao ship cho cây trong số 3 này, bác nào cũng cả bộ luôn nha, 330. Đó. Rồi con cộng xanh nha ha. Cộng xanh trắng 7 nha các bác. Cái này nó đóng KMC thôi nha, nó chỉ đóng mã số thôi nha, chứ không có đóng không có đóng da bằng, cũng đóng bạc răng ke luôn, nói chung là vậy thôi. Mà xanh thì đẹp, sáng đẹp luôn. Trên này chưa vệ sinh, ôm sên còn mới, nó sinh bãi nha. Rồi con sên này còn giao lưu là 150 gram ship nha. Nó không có chữ da bằng, nên bán này vậy thôi.
có chữ thì bán đi, có chữ không có chữ thì bán không có chữ. Còn có một cái bộ tay cấp của nó luôn nè, tay này tay đèn nha, tay 7 đó. Nó trên xe gỡ ra luôn, bắt bên kia trên bông ghi đông luôn nha. Nó cái này là sang dĩa nha, có sang lên sang đề nha, có sang đề 7 nha. Nó cái này nó kêu cạch cạch cạch, nó không có, nó kêu cạch cạch nha. Đó, nó kêu gì đó, này nó cơ, nó cũng như cơ vậy đó, cái két két két. Rồi cái này con giao lưu là 150g ship nha, 150g ship cho cái này. Này là sang sang clip nha, đó. Sang clip 7 nha. Rồi có bộ dòi dĩa của nó nha các bác, Buzo, nó mắc in 3 găng ke nha, 170 nha, dòi này khá là đẹp. Dòi này một dĩa nha các bác, một dĩa nha, có in hình con sư tử Buzo đây nha. Nó chăm đúng in 3 găng ke ha, 170, 52 găng, găng rất là dày, dĩ nhôm nha. Và bộ dòi này khá là đẹp, nói chung là được nguyên chiếc xe có được bộ dòi đẹp thôi. Rồi bây giờ này có giao luôn là 1.200k bao ship, 1.200k bao ship cho bộ dụng bộ vô này, bán ngựa nha lâu. Rồi có bộ dè của nó luôn nè, bộ dè sắc sơn, nó bộ này lắp từ 68 nha, dày như là trâu luôn, nó dày mà nó nặng, nó dày khủng khiếp, dày luôn, nó cứng, nó sắc cuốn nè. Bộ này xài chắc 100 năm nữa chưa nó mục nữa. Rồi có cái đèn luôn nè, đó cái đèn ngủ nha, đèn ngủ luôn, không biết có nước nào luôn. Kệ đi, không có bán cái đèn nắng gì đâu nha, theo thôi mấy bác muốn sử dụng gì sắp muốn dục bỏ dục đó. Rồi cô về sắt này con giao luôn là giá là 450k ship nè, 450k ship, cô về nó dày như trâu, búa đập còn không hết nổi luôn. Rồi con có một cái sườn bù gô này nè ha, sườn bù gô này, bù gô là hợp tác sản xuất với Nhật nha, hợp bù gô 1:3 đó, con bù gô này 1:3 sườn nữ giống thẳng nha đó. Đó, tem thì lại tem này là tem dán nha, này nước sơn zin nha, nước sơn zin ha, mắc in ba găng ke ha đó, chữ bù gô cũng còn khá đẹp nè, nước sơn màu xanh, xanh này xanh da trời vậy, xanh gì đâu. Số đóng đầy nha, tem thiết luôn ghi hết trơn nha. Ở dòng này không có chắc co nha, cái này nó làm chắc co giả đó, chứ không phải là chắc co đâu nha, nó nhìn nó tưởng nó có chắc co vậy, cử còn không có chắc co nha. Chén cổ thì khá đẹp nha, chén cổ ghi theo xe nha đó, tròn, giò giữa ghi theo xe luôn nha, giò giữa ghi theo xe nha. Nó này thì ghi hết trơn, sơn ghi hết nè, tem chỉ rồi ghi hết nha, bắt bao ghi nha. Đó, chỉ có một cái là gói xét một hai chữ nhỏ nè. Đó. Bộ hợp tác với Nhật. Sườn này sườn Pháp. Hợp tác với phụ tùng Nhật được tùm lum nha các bác, nó tùm lum nha. Tem chỉ zin. Rồi cái sườn nữ này khá đẹp nha các bác. Nói chung là màu xanh này cũng đẹp. Rồi con giao lưu cái sườn này á với giá là 2.350k ship nha, nó 2.350k ship cho cái sườn nữ này, bác nào thấy ưng alo, còn sơn ghim đó. Nói chung là Google khá đẹp, bây giờ mình lập vô mình thấy khá đẹp đó, ống bơm của nó dài nè, nó 48cm được chứ không phải là 40 đâu, tem 1:3 ghim cho xe này đó. Nói chung là có Google hợp tác Nhật. Rồi, bác nào thấy được thì alo con nha. Rồi, xin chào các bác, chúc các bác ngày mới thật là vui vẻ.